Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 6 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Meeting kỷ niệm ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam năm 2015. Hôm nay là ngày truyền thống Hội người cao tuổi Việt Nam. Nhân dịp này, đại diện Hội người cao tuổi, các sở ngành và lãnh đạo các địa phương đã đến thăm, tặng quà và trao thiệp mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Câu chuyện giữ rừng của một người cao tuổi ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đoàn Quảng Trị đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong tổ chức lễ meeting kỷ niệm Ngày Đại dương Thế giới 8 tháng 6 và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam năm 2015. Đến dự có đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành đơn vị địa phương liên quan. Nhân dịp này, ban tổ chức buổi lễ đã tổ chức triển lãm ảnh, bản đồ và tư liệu về biển đảo quê hương. Triển lãm gồm 4 tấm bản đồ, hơn 100 sách phim tư liệu, 2.000 tờ rơi, 150 tư liệu và 50 bức ảnh minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, về cuộc sống của người lính Trường Sa và cuộc sống ở vùng biển đảo Quảng Trị. Và bên cạnh đó thì ở với một người dân ở vùng biển giống như bản thân tôi, cũng giống như bao người dân khác thì cũng biết được cái biển đảo là một cái tài nguyên hết sức vô giá. Chính vì vậy mà tôi càng phát huy nữa vai trò để đảm bảo được cái vấn đề là giữ gìn biển đảo ở quê hương. Buổi triển lãm hôm nay thì chúng tôi đã gửi đến cho người dân và nhân dân của tỉnh Quảng Trị là cả cái tấm bản đồ mà khẳng định cái chủ quyền biển đảo đối với hai cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa và cả cái tài liệu tư liệu liên quan tới cái bảo vệ chủ quyền biển đảo. Và qua đây thì chúng tôi cũng mong muốn là nhân dân là góp sức để chung tay để bảo vệ cái chủ quyền của biển đảo Việt Nam. Tại buổi lễ meeting, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Triệu Phong đã được tìm hiểu rõ hơn về Ngày Đại dương Thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam. Qua đó, nhấn mạnh tầm quan trọng của biển và đại dương đối với sự sống của con người, hòa bình của nhân loại, phát huy giá trị của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Mai Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đề nghị các cấp các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biển, hải đảo, công tác thông tin đối ngoại, tổ chức và tham dự các hoạt động triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại tỉnh Quảng Trị năm 2015, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn, bảo vệ tài nguyên môi trường, biển, đảo, bảo vệ đại dương. Mỗi người cần góp phần xây dựng vùng biển Quảng Trị vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đến ngày 5 tháng 6, toàn bộ 7 chi đảng bộ cơ sở thuộc đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Toàn bộ 7 chi đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đảng của các chi đảng bộ cơ sở được huyện ủy huyện đảo Cồn Cỏ đánh giá cao công tác chuẩn bị tốt từ khâu xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, nhân sự, khâu tổ chức điều hành đại hội. Báo cáo chính trị của các chi bộ đảng bộ cơ sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị, đánh giá đúng tình hình, ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ đảng bộ với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các đại hội đã thực hiện tốt điểm mới theo quy chế bầu cử trong đảng, số cấp ủy viên của các chi đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội có cơ cấu hợp lý, bảo đảm tiêu chuẩn, tính kế thừa, phát triển và sự lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của chi bộ đảng bộ. Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ này có vai trò quan trọng đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ trong việc xác định cả mục tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ mới, các nhiệm vụ trọng tâm để góp phần đưa huyện đảo Cồn Cỏ trở thành huyện phát triển trong chặng đường mới.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 74 năm truyền thống Hội người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1971, mùng 6 tháng 6 năm 2015. Nhân dịp này, đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Quảng Trị phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội đến thăm tặng quà và trao thiệp mừng thọ cho cả cụ 100 tuổi trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã đến thăm và trao thiệp mừng thọ và quà của Chủ tịch nước gồm 5 mét vải gấm và 500.000 đồng cho hai cụ 100 tuổi là cụ ông Bà Ác, thôn Sa Lăng, xã Đa Cà Rông, huyện Đa Cà Rông và cụ bà Trần Thị Hàng ở khối 4, thị trấn Khe Sen, huyện Hướng Hóa. Thăm và trao bằng mừng thọ và quà của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho hai cụ 90 tuổi là cụ bà Pi Ác ở thôn Sa Lăng, xã Đa Cà Rông, huyện Đa Cà Rông và cụ bà Lê Thị Cháu, khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và Sở Lao động Thương binh Xã hội chúc các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Trong đợt này, trên địa bàn tỉnh có 93 cụ 100 tuổi được nhận thiệp mừng thọ và quà của Chủ tịch nước và 826 cụ 90 tuổi được nhận bằng mừng tuổi của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo thành phố Đông Hà và huyện Vĩnh Linh cũng đã tổ chức đi thăm, tặng quà và tổ chức mừng thọ cho cả cụ cao tuổi với mong muốn cả cụ sống vui, sống khỏe bên người thân. Lãnh đạo thành phố Đông Hà đã đi thăm, tặng quà của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố cho các cụ 90 tuổi trở lên và tròn 100 tuổi trên địa bàn. Đối với các cụ trên 100 tuổi như cụ Trần Thị Hồng ở khu phố 2, cụ Trần Thị Nguyệt ở khu phố 3, cụ Lê Thị Ray ở khu phố 7 phường 1, cụ Trần Thị Cầy ở khu phố 3 và cụ Trần Thị Thét ở khu phố 10 phường 5, được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mừng thọ tặng mỗi cụ gồm tiền và 5 mét vải lụa đỏ trị giá mỗi suất 1 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, 74 cụ từ 90 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố Đông Hà cũng được tặng quà mỗi suất trị giá 800.000 đồng. Lãnh đạo huyện Vĩnh Linh đã tổ chức đi thăm trao quà mừng thọ của Chủ tịch nước cho 12 cụ tròn 100 tuổi. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Vĩnh Linh đã vui mừng thông báo những thành tựu to lớn mà huyện nhà đạt trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó đề cao vai trò trách nhiệm của hội người cao tuổi và hội viên người cao tuổi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong thời kỳ xây dựng và kiến thiết quê hương. Lãnh đạo huyện cùng cả cơ quan ban ngành cũng đã thành lập các đoàn đi thăm và chúc thọ 125 cụ tròn 90 tuổi. Các địa phương tổ chức mừng thọ cho 1.954 cụ tròn 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi, với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Rừng nguyên sinh Rủ Lịn thuộc địa bàn hai xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh được xem là lá phổi xanh điều hòa khí hậu ở đây. Chính điều đó là động lực để người dân ra sức bảo vệ khu rừng nguyên sinh này. Trong đó có một phần công sức không nhỏ của những người cao tuổi. Phóng sự sau là câu chuyện giữ rừng của ông Trần Giảng Hòa ở xã Vĩnh Hòa. Nhiều người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi bước chân vào khu rừng nguyên sinh Rủ Lịn. Rất nhiều cây gỗ to, 2 đến 3 người ôm không xuể, với nhiều loài thân gỗ hiếm lâu năm vẫn đang phát triển tốt, vươn mình che chở cho các cây tầm thấp và cũng là nơi nương náu của nhiều loài động vật. Có thể nói rằng, từng tấc đất, loài cây, chim, thú ở Rủ Lịn đã in sâu trong trí nhớ của ông Hòa. Nhớ lại trước đây, Rủ Lịn bị lâm tặc ngang nhiên chặt phá, nhiều cây gỗ nguyên sinh dần dần bị hạ. Các loài thú rừng quý đang có nguy cơ tuyệt chủng, khiến ông Hòa tình nguyện giữ rừng để hỗ trợ thêm cho cán bộ kiểm lâm với quyết tâm ngăn chặn ngay những hành vi xâm hại rừng xanh. Từ khi cái Rủ Lịn ra là ông Hòa ông nhận cái rủ này để bảo vệ là ông có trách nhiệm rất cao để bảo vệ cái rủ này. Từ đó đến nay là có những ý thức người dân người ta biết là cái tầm quan trọng của Rủ Lịn nên họ cũng vô bảo vệ gì có là để cho cái rủ này là đỡ bền vững để phục vụ lại bà con. Từ ngày đảm nhiệm công việc giữ rừng, ông Hòa ngày đêm tuần tra canh gác bọn lâm tặc. Nhiều lúc phát hiện địa điểm lâm tặc chuẩn bị khai thác, ông cùng cán bộ kiểm lâm phục kích để bắt cho bằng được. Sau nhiều lần như vậy, tình trạng chặt phá thân gỗ, săn bắt chim thú ở Rủ Lịn cũng giảm hẳn. Tuy phụ cấp giữ rừng của ông không được bao nhiêu, nhưng với ông, bảo vệ được rừng Rủ Lịn mãi sinh sôi là một thành công lớn. Bảo vệ rừng cũng đồng nghĩa với việc làm cho môi trường sống của con người trở nên xanh sạch hơn. Bản thân tôi tuy là tuổi là cao, nhưng cảm thấy cái lợi ích và của rừng, cho nên tôi phải cố gắng hết sức về sự giúp đỡ của gia đình. Cho nên trong cái lĩnh vực dù trưa nắng trưa tối sáng ấy cũng phải
trực, nhất là những ngày là nắng nóng này là phải 24/24 để là bảo vệ rừng khỏi bị cháy. Mặc dù đồng lương là nó rất là hạn hẹp, tuy nhiên với ý thức trách nhiệm và sự vượt khó thì ông đã vượt lên tất cả để rồi đảm bảo hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Theo chính quyền địa phương cho biết thì ngoài cái điều hòa khí hậu thời tiết thì rừng còn là nơi tạo và giữ nguồn nước để phục vụ cho cái công tác tưới tiêu cũng như sinh hoạt của bà con ba xã Vĩnh Thanh, Vĩnh Hòa và Vĩnh Hiền tương đối được ổn định. Chuyển sang những thông tin trên lĩnh vực an ninh trật tự. Chiều hôm qua, Công an huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao trả tài sản là chiếc máy tính xách tay hiệu Vaio cho đại diện nhà thờ Văn Quỷ. Đây là tăng vật nằm trong chuyên án 114T được Công an huyện Hải Lăng xác lập và đấu tranh thành công. Trước đó, vào ngày 6 tháng 11 năm 2014, các đối tượng gồm Hoàng Minh Tâm, Lê Văn Bùi, Trần Cao Đúng và Lý Thanh Nghĩa lợi dụng sơ hở đột nhập vào nhà thờ Văn Quỷ thuộc xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, lấy trộm một máy tính xách tay hiệu Sony Vaio, một máy điện thoại di động hiệu iPhone 5S, một điện thoại di động hiệu Samsung cùng một số tiền mặt. Tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 60 triệu đồng. Quá trình điều tra, Công an huyện Hải Lăng đã làm rõ hành vi trộm cắp của các đối tượng và tiến hành bắt giữ được Tâm, Bùi và Đúng, đồng thời trao trả chiếc điện thoại di động hiệu iPhone 5S cho đại diện nhà thờ Văn Quỷ. Sau khi thu giữ được tăng vật là chiếc máy tính xách tay hiệu Sony Vaio, Công an huyện Hải Lăng đã tổ chức trao trả cho đại diện nhà thờ Văn Quỷ. Đại diện nhà thờ Văn Quỷ bày tỏ sự cảm ơn và mong muốn Công an huyện Hải Lăng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, nỗ lực giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân. Còn tại Vĩnh Linh, vào lúc 19:30 hôm qua, tại khu vực bến đò thôn Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, lực lượng trinh sát phòng chống tội phạm ma túy bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp với đồn biên phòng Cửa Tùng đã bắt hai đối tượng trong đường dây buôn bán thuốc nổ cho các tàu đánh cá trên biển. Hai đối tượng gồm Trần Mạnh Trung, 46 tuổi, trú tại thôn Kim Chỉ, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, và Nguyễn Văn Bắc, 49 tuổi, trú tại thôn Tiên An, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, bị bắt quả tang khi đang dùng hai xe máy vận chuyển một lượng lớn thuốc nổ để đưa đi tiêu thụ. Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận số thuốc nổ trên có trọng lượng 40 kg, được thu mua tại địa bàn hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh. Đêm ngày 5 tháng 6, lợi dụng đêm tối, hai đối tượng dùng xe máy chở số thuốc nổ trên từ huyện Gio Linh về biển Cửa Tùng để bán cho các tàu đang neo đậu tại đây nhằm mục đích khai thác cá trên biển. Hiện lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Trị đang hoàn chỉnh hồ sơ vụ án và mở rộng điều tra. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phản thanh Truyền hình Quảng Trị. Những thông tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Lao động Việt Nam về nước đúng hạn có nhiều cơ hội quay lại Hàn Quốc làm việc. Những ngày qua đã có gần 1.200 website của Việt Nam bị tấn công. Trong phần tin thế giới, nhiều tổ chức và cả quốc gia trên thế giới kêu gọi cả bên tham chiến tại Ukraine tôn trọng thỏa thuận Minsk. 37 lao động Việt Nam đầu tiên thuộc diện đối tượng áp dụng theo bản ghi nhớ đặc biệt gia hạn ngày 10 tháng 4 năm 2015 giữa Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam đã nhập cảnh Hàn Quốc thông qua sân bay quốc tế Incheon. Trong số các lao động trên, có 19 lao động nhập cảnh lần đầu vào Hàn Quốc sau gần 4 năm chờ đợi, kể từ khi họ vượt qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn tháng 12 năm 2011. 18 lao động thuộc diện tái nhập cảnh và làm việc cho các doanh nghiệp mới của Hàn Quốc. Việc ký gia hạn bản ghi nhớ đặc biệt về phải cử lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS vào ngày 10 tháng 4 vừa qua không những mang lại niềm vui cho những lao động mới mà còn mang đến cơ hội cho những lao động Việt Nam sắp hết hạn hợp đồng. Theo thông báo của Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc, chi tiêu dành cho lao động tái nhập cảnh trong năm 2015 là 10.000 người, tăng gần gấp đôi so với con số 5.600 người trong năm 2014. Đây là cơ hội rất lớn cho những lao động nước ngoài đang làm việc tại Hàn Quốc sắp hết hạn hợp đồng và về nước đúng hạn, trong đó có rất nhiều lao động Việt Nam. Liên tiếp trong những ngày qua đã có gần 1.200 website Việt Nam bị tấn công. Đây là số lượng website bị tấn công lớn trong những tháng gần đây. Điều đáng nói là các lô hồng bị tin tặc khai thác lần này đã hai lần được cảnh báo, song nhiều website vẫn chưa cập nhật khắc phục. Trao đổi với phóng viên truyền hình thông tấn, anh Tà Đức Thiện, chuyên gia an ninh mạng thuộc công ty an ninh mạng BKAV cho biết, tuy chưa gây thiệt hại gì nghiêm trọng,
Nhưng qua sự việc này cho thấy ý thức bảo mật hệ thống các website Việt Nam còn rất kém. Lỗ hổng chủ yếu ở đây là hai lỗ hổng thông qua hoạt động WebDAV và FCK Editor. Về mặt mức độ nguy hiểm thì hacker cũng chỉ upload một cái file lên phía của server thôi và cũng không có quyền, không thể chiếm được quyền điều khiển của server, nhưng mà nó cũng gây ra cái hiện tượng là deepfake website. Trước đó vào ngày 30 và 31 tháng 5 vừa qua, hơn 1.000 website Việt Nam bị nhóm hacker 1937CN của Trung Quốc tấn công, trong đó có 10 website khối cơ quan nhà nước, 10 website tên miền .gov.vn, còn lại chủ yếu là các website nhỏ lẻ của khối tư nhân. Trên thực tế thì những website mà chúng tôi cảnh báo lần này thì chúng tôi đã từng gửi cảnh báo khá là nhiều lần rồi. Và hiện tại khi mà kiểm tra lại thì vẫn còn bị dính lỗ hổng. Thì nguyên nhân chủ yếu là do các cái quản trị viên cũng không chú ý nhiều đến cái việc là bảo mật cho cái website. Theo Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, phương thức tấn công của tin tặc lần này khá đơn giản. Tuy nhiên, do chủ quan và thiếu nhận thức về an toàn thông tin nên những sự cố như thế này sẽ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Theo các chuyên gia an ninh mạng, để phòng chống các cuộc tấn công này thì ngoài việc đào tạo, nâng cao trình độ cho những người phát triển ứng dụng web thì cần phải nâng cao hơn nữa kiến thức về an toàn thông tin trong các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức. Đồng thời, định kỳ kiểm thử lỗ hổng của các website để kịp thời phát hiện và vá lỗ hổng. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày hôm qua theo giờ địa phương, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE, Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã lên tiếng kêu gọi các bên tham chiến ở miền đông Ukraine lập tức nối lại đàm phán, đồng thời tôn trọng các điều khoản của thỏa thuận hòa bình Minsk được ký hồi tháng 2 vừa qua. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh xung đột leo thang trong những ngày qua tại thành phố Mariinka, miền đông Ukraine, làm dấy lên nguy cơ tái bùng phát một cuộc chiến trên toàn diện. Phát biểu tại trụ sở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đại diện của OSCE khẩn thiết kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán và giải quyết mọi vấn đề vẫn còn tồn đọng. Theo phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE tại Ukraine, các vụ vi phạm thỏa thuận hòa bình Minsk đang diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng hơn, với vũ khí hàng nặng liên tục được rút ra khỏi những nơi cất giữ, trong khi các hệ thống tên lửa đa nòng đã được sử dụng trở lại trong thời gian gần đây. Cùng ngày, Liên Hợp Quốc cũng đã hối thúc các bên tham chiến tôn trọng lệnh ngừng bắn ngày càng mong manh ở miền đông Ukraine. Phản ứng trước tình hình căng thẳng trên, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine để cùng thảo luận về một giải pháp hạ nhiệt tạm thời. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi các bên tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận Minsk, đồng thời nhấn mạnh sẽ tìm ra một giải pháp chính trị để khắc phục tình hình hiện nay. Vòng đàm phán mới nhất dưới sự bảo trợ của OSCE diễn ra hôm 2 tháng 6 đã kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể nào và giao tranh đặc biệt ác liệt đã nổ ra ở miền đông Ukraine ngay trong ngày hôm sau. Đây là đợt giao tranh dữ dội nhất kể từ khi một thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu được duy trì hồi tháng 3. Suốt đêm qua, lực lượng cứu hộ con tàu Ngôi Sao Phương Đông bị chìm trên sông Dương Tử, Trung Quốc đã tích cực tìm kiếm trong điều kiện toàn bộ con tàu đã được đưa lên trên mặt nước. Tính đến nay, số thi thể nạn nhân được tìm thấy là 331 thi thể, trong khi vẫn còn hơn 100 người được cho là còn đang mắc kẹt trong cả khoang tàu. Công tác tìm kiếm trong đêm 6 tháng 6 đã thuận lợi hơn nhiều sau khi bổn tầng của con tàu được đưa lên mặt nước vào tối qua. Các nhân viên cứu hộ có thể dễ dàng tiếp cận vào trong cả khoang tàu và tìm thấy thêm hơn 150 thi thể người bị nạn. Theo thông báo của giới chức tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, các nhân viên cứu hộ cùng sẽ tiếp tục rà soát cả khu vực xung quanh nơi tàu chìm trên sông Dương Tử để tìm kiếm người sống sót. Tuy nhiên, khả năng tìm thấy thêm người sống sót gần như là vô vọng, khi mà đã hơn 120 giờ trôi qua kể từ khi chiếc tàu gặp nạn. Đến nay, sau 4 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới chỉ tìm được 14 người còn sống. Liên quan đến công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, hiện cảnh sát Trung Quốc đã tạm giam thuyền trưởng và kỹ sư trưởng của tàu Ngôi Sao Phương Đông để thẩm vấn, song không cung cấp chi tiết cụ thể. Theo điều tra ban đầu, con tàu này không chở quá tải và có đủ số lượng áo phao. Ngày 5 tháng 6, Cục Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn Độ đã ra thông báo cấm sản xuất và kinh doanh mì ăn liền Maggi của Nestle do lo ngại về sức khỏe sau khi phát hiện sản phẩm này chứa hàm lượng chì cao. Thông báo của Cục Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm Ấn Độ đã chỉ thị Nestle Ấn Độ thu hồi hoàn toàn mì ăn liền Maggi trên thị trường, đồng thời dừng hoạt động sản xuất cũng như xuất khẩu. Cơ quan này cho biết hàm lượng chì trong mì ăn liền Maggi vượt mức cho phép có thể gây hại chức năng thần và hệ thần kinh của người sử dụng. Những ngày qua, ít nhất 6 bang của Ấn Độ, trong đó có thủ đô New Delhi, đã ra lệnh tạm thời cấm bán sản phẩm này.
Trong khi đó, phía Nestle ngay lập tức cam kết sẽ giành lại niềm tin của người tiêu dùng tại thị trường Ấn Độ trong thời gian tới. Mì ăn liền là mặt hàng rất được ưa chuộng tại Ấn Độ và Nestle là một trong những ông lớn trên thị trường này. Cuối tháng trước, thanh tra thực phẩm tại bang Uttar Pradesh đã phát hiện hàm lượng chì cao trong 24 gói mì Maggi, cùng với chất làm tăng hương vị MSG vốn không được ghi trong thành phần. Ngày 30 tháng 5, chính quyền bang đã quyết định khởi tố hình sự đối với Nestle Ấn Độ, công ty con của tập đoàn cùng tên có trụ sở tại Thụy Sĩ. Chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.